quá nợ luôn rồi, hai con này gửi không bắn hả trời, để anh bắn con hàng cua nướng rồi với hai con coi tay cục điện hai rồi một con. Nè, ok. Đi 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 đi. Rồi nào được chí đeo. Chí được. Ừ. Bắn được một con hả? Thu bắn được cua cua cừ hay cua ngói vậy? Em bắn được cua nhí. Ồ, bắn con đỏ luôn. Nha. Hay quá anh em ơi. Con đỏ lúc nào cũng nạn nhân hết á. Nè các bạn. Tiếp tục nè. Chụp. Ghê ghê ghê. Gỡ con đó đi. Gỡ gạt. Hay quá bạn ơi. Đúng chuyên ngành hả? Hay quá hả? Lỡ tay hả? Ngay đầu rồi trời, tươi ngay đầu rồi. Coi viên đạn kìa. Ôi ngay đầu luôn, tè lè từ mắt này qua mắt kia luôn. Cường bắn đường okay. Coi nha các bạn. Đâu, ai tất cả rồi, vô tay coi, ai vô tay đó. Ôi, chiên đầu luôn. Lỡ tay, bắn chiên đầu. Rồi, im. Im rồi. Nhây quá mà đừng nhìn. Mày nhu, nhu, cái đó người ta gọi là nhu. Em chiên táo luôn. Ngục tại chỗ anh được. Đó đây máu luôn à. Đừng đảm bắn chứ. Được bắn. Cố rồi cho em gửi con này giỏng đi. U nu luôn. Kìa, bay rồi, bay luôn rồi. Kìa, chào bác nợ luôn kìa. Mày. Thôi nó bị gì đó. Kìa, kìa sao bay hay vậy? Vô đó anh Phú. Không bay gì vậy? Ừ, dính dính rồi. Con cu nhí không. Xong rồi kìa. Êm. Hồi nãy nó bị dính phớt phớt rồi sao? Phú hạ cô cường nha các bạn. Êm. Rớt dưới sông kìa. Đang lộn nữa các bạn. Rồi, bỏ đi. Không nên bắn nó nữa. Cua cơm. Nó bị phớt cái đít cái rồi. Hãy bắn và đít nữa rồi mà. Ồ, tới số nữa rồi. Con này nó là mất. Có cái cầu để lụm nó chứ chết rồi. Khỏe luôn. Con này đúng tới luôn rồi. Hay quá. Vừa cái bến luôn. Tới luôn em ơi. Đúng ngay cái bến luôn. Trúng đầu đúng không? Trúng đầu không lạng. Lạng cá bị chết. Ơi luôn em ơi. Ơi luôn bạn ơi. Một cơm nữa. Em ơi. Rồi hay quá anh ơi. Con này quá mập luôn rồi. Đồ. Anh em và đồng bọn đang đi săn tại An Giang nha anh em. Tuyệt vời. Nếu mà không có cơm nữa. Unu luôn. Rồi. Hay quá anh Phú ơi.
Có hôm qua nó Phú bỏ vợ đi ăn nhậu với anh em. Anh em mới bán gang này thôi, túi ba gang mất tiêu rồi. Anh cò hết nửa túi rồi. Còn cò này cái viên đạn nó đang ở trong đầu. Ôi má cho bánh nợ lui. Ơi chú cái cảnh lưu lưu. Còn kia, còn kia. Cảnh nữa. Đi đâu chạy? Đó bất kỳ đó. Dây điện luôn. Thấy chưa? Rồi. Đụm. Rồi. Đụm luôn. Ném cái rổ này xuống đứng kìa, hai rổ kìa. Ừ. Dạ rớt anh. Rớt à? Rớt hả? Rớt hả? Được rồi. Rồi lùm được rồi nha các bạn. Hên anh. Rồi sao vậy? Mấy con. Êm luôn, bắn cái gớt ngay luôn. Còn gì đâu bắn đi. Ngồi nó lại gần hơn rồi. Đó. Con người nha, cho bà này qua đi. Mình bị đứt dây. Chết. Mày qua rồi, mày lại, mày qua rồi, mày lại. Hả? Nào con gớt à? Nó muốn gớt lắm rồi. Cái này còn nhiều á. Nhây đúng không? Quay qua, quay lại, quay qua, quay lại. Quá đẹp luôn. Như ông bơm thuốc nè. Nữ bên đầm sen. Mà nói bắn mấy con, bắn mấy con nha. Bắn con còn. Vô kèo. Ai bắn nhiều lo nhổ nha. Tuyệt vời. Đang chạy chạy phang cái. Chúng đâu chắc chúng sống lưng á. Tại nó quay lưng lại mà. Chắc chúng đâu ngay ót này chết này. Thường chúng sư sống là lật liền. Tuyệt vời nha các bạn. Nó nhựa. Mà không chịu chạy ha, nó lủi lủi. Dạng. Dạng là chết. Im. Im gù gù luôn. Nãy gặp cái xe trước nó lỗi vô rồi. Dạ. Chồng mình chạy ra tới số. Bìm này chắc chết queo rồi.
không gì nổi nữa. Cua đỏ này nuôi mới đẹp nè. Mấy con này bắn chắc hai con nhẹ, hai con ngói, hai con nhí. Đủ cặp. Qua ông bắt được con của nhí nữa hay gì mà tính đem về đây lúa. Ba viên bịp này là bán ta chết rồi. Ngu. Chắc xi vô trống luôn. Khiên từ nách vô trong cái người. Con bồ đỏ đẹp quá ha. Cắt cánh hả? Cánh nó bị gãy, cắt cho nó đừng bớt động. Chạy con Phú rồi, được mấy con gãy cánh luôn hả rồi đó. Em mới thăm trang trại anh Phú rồi. Đó, đó. Chạy luôn. Mỗi thứ một cọc. Em gu. Nãy giờ được con gì nữa không anh? Chắc đi tắm á. Cu hả? Đóng rồi. Một bịch luôn hả các bạn? Giờ bỏ ra bằng luôn hay sao anh Phúc? Ủa. Mất trời luôn. Coi nó bay. Con này sống này. Một con không sống không nổi. Thế bộ diều. Xíu. Cu cơm này có sống đâu rồi. Hai cu cơm nữa. Nè con này sống nè, con này cái cánh này. Coi vô người á. Như vô người rồi. Vô sâu rồi. Cũng nhiều quá chứ bộ. Nạn nhân vô tình nè. Đây 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 đây, bạn này. Chu chà. Đi kiếm cò mà không gặp con gì hết á. Cuối xếp, cùng xếp ra cục. Cuối cùng nện được bìm bịp. Đếm xếp cho đẹp. Về nhà. Ủa có ngon gì? Anh em đồ kết ở nhà nè. Đây anh đảm về rồi. Hả? Không đảm. Con còn sống không? Còn hai con bò mới bị sống này. Đây. Hai con ngói sống nhưng mà nó vô vào mày. Nó mà. Vô rồi. Yeah. Wow, lấy cái món gác kìa. Còi chào bánh nện luôn. Ghê. Ôi cái ghê, nó táo rồi. Con bị bịp nó chua. Cái cầu nó bắn. Cá thịt. Cá thịt luôn. Anh Cường giờ mới như đây. Chút xíu mở ra con lại. Xíu. Mấy thằng kia đánh bánh đậu nhanh thật. Hôm nay hôm nay không. Mày cho nó dây gà. Tạm trên tàu chế bây giờ có mùi chơi không còn một mùi gà. Chơi dữ vậy. Càng hạt vậy đó anh vô ra chạm không em. Dạ. Dữ gà quá. Ủa cái này rau gì lạ ta? Lá lá sầu đâu? Sầu đâu? Cái này sầu nó đắng, ngon mà. Cháo, cháo. Dì ơi cho con một cái gỗ. Con để cái này vô cho mình vô nữa. Thầy sống á. Cái nước mình lấy cái thòn uống vô. Đúng vô. Cho gâm vô. Vô đâu? Chưa đợi mình đá hủ rồi phải có dĩa kia. Mà đợi dĩa kia mới ra không được. Dĩa kia ra quay cũng đúng không? Đổ vô. Con này là qua mình ăn hết con nè. Hôm qua mình ăn con bự. Tối qua ăn con bự lên chim quá trời luôn. Có mẹ không hả luôn. Cái này nó đuổi luôn quá. Đây. Đây, anh đầu bếp, vẫn là anh đầu bếp. Này món chim xào với lại đủ nè. Đầu bếp này là không có đối thủ á. Hôm nay là ngày vui của Phú. Đây hôm nay là ngày vui của Phú nha. Đây Phú có lời nói là
tuy là những anh em ở xa không à, ai cũng xa, có người xa người gần luôn, nhưng mà đặc biệt á nhờ cái cây ná này gắn kết những người anh em ở đây, mọi người anh em cũng muốn nè. Wow, còn có Đạo Nguyễn, Phường Nguyễn và cái tên Tâm, nói chung là rất vui, mà đặc biệt có anh Đầu Bếp. Anh Đầu Bếp chế biến những món này nha. Đây, quá tuyệt vời luôn, cảm ơn anh luôn. Này vô tình luôn, đúng là vô tình luôn con. Nay anh em đúng mình đi săn người đâu biết ngày sinh nhật đâu. Có tính trước rồi, vô tình cái gì? Tính trước rồi. Đây đây đây, mọi người nè, đang đây nè, chúc sức khỏe nè. À. Wow, đây bánh kem cho mọi người, bánh kem của Hú nha, cảm ơn. 1, 2, 3, vô. Này không phải của đế đâu nha mọi người. Cái này là... Ba ơi, cái của ba kìa. Cũng... chết lục. Ồ, cảm ơn em, cảm ơn em. Nè, con cắt đi. Cắt nhẹ gần cái này. Nhẹ nha. Nhẹ hết về, bấm lại nè. Cái này, đang review món ăn nhá. Cò cưng cò. Cánh cò, cánh cò sang mắt. Mềm không? Mềm thì mềm nhưng mà cái cánh cò nó dai dai mà nó rất là thấm gia vị nha các bạn. Đây mọi người, camera cầm cầm làm camera âm thanh với tôi đâu, thấy chưa? Thấy chưa? Đây là cái món cua sơ chế rất quan trọng nha mọi người, sơ chế vào món xào với đu đủ, bây giờ cũng cầm nhận ra. Đu tại cây bẻ xuống là quá tuyệt vời đúng không? Trên cây bẻ xuống thôi. Đây. Ít mà. Đây là cái món cua sơ chế rất quan trọng nha mọi người, sơ chế vào món xào với đu đủ, bây giờ cũng cầm nhận ra. Đu tại cây bẻ xuống là quá tuyệt vời đúng không? Trên cây bẻ xuống thôi. Đây. Ít mà. Chúc mẹ nó lạ miệng á, ăn nó lạ miệng không nhé. Ngon, ngon. Nói chung là đổi khẩu vị đầu bếp làm với nhau là nó sẽ ngon. Nhai vô nó nhai thiệt lâu á. Nhai vô một hồi nó mới ngon. Nó còn rít rít cho họng mình. Đây là cái gì đó? Đây là bánh kem. Đây, đây, đây. Chưa. Con bé nó là nó hoàn. Rồi qua số 5. Đúng là nhai vô miệng cái này nó đắng ngắt luôn. Nghe càng lâu á, cái nó càng ngọt. Càng lâu. Cái này bạn đừng có quyền. Nó ngọt theo cái hậu ngọt. Chứ mà chắc là mát nha con. Ừ. Cái nó lại ngọt hậu đúng không? Rồi nhai đâu nó mới ngọt. Mình đang chơi tốt luôn à. Cái này ăn là ngọt nè. Ăn là ngọt, cái này là ngọt nè. Nhưng mà không phải là ngọt. Đây là món đó là này có đặc sản miền Tây luôn. Xào đu đủ nha.